Everybody, welcome to Health Cate. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Cate. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game cũng khá quen thuộc đối với nhiều anh em ha. Con Học Viện Ninja ha. Ok, Ninja Học Viện. Cái này kiếp qua đường, chúng ta kiếp cái nó qua luôn cái trận đánh. Rồi, Heo rất là thích cái trận này các bạn ơi. Đó, ok, cái trận này không phải là đánh nó đẹp mà là cái background ở sau nó đẹp các bạn à. Wow. Đấy, cái background đồ, cái sân đánh của nó đồ nhìn nó đẹp chứ không phải là cái nền của nó đẹp. Ừ vậy đi cho nó dễ. Đó, chứ không phải mấy cái trận đánh này đẹp các bạn à. Oh hey. Rồi. Chưa có chỉnh lại tiếng Việt cho cái bản này rồi. Bản này có tiếng Việt nha các bạn ơi. Anh em nào ha, gì anh em nào theo dõi kênh heo đã lâu thì chắc biết ha, bản này thì nó có tiếng Việt ha, nhưng mà dịch cũng không có sát nghĩa lắm, nói chung là cũng đủ dùng. Ok. Rồi. Với lại bản này thì cũng dễ chơi, cứ 10 tướng thì 10 hồn thì chúng ta sẽ được một con tướng. Đó là game thì khá là dễ dàng để mà anh em có thể trải nghiệm ha. Với lại ngày nào cũng có nhiều event đó các bạn. Mua thể lực, mua vàng, tiêu vàng, đánh đấu trường mà nó còn có được event hàng ngày mà. Được nguyên liệu đồ này nọ. Ok. Thôi, thích chơi mấy con này lắm. Ừ à. Ngày xưa thì cũng chơi được một con không nhớ là này hay là nào nữa, mà cũng lên được level khá. Lâu lắm mà không vô. Nuôi Madara, nuôi mấy con tướng ngày xưa không anh em. Sau một thời gian thì không chơi nữa. Ok, bận quá mà. Rồi, hết hướng dẫn tân hữu rồi. Ok, game đầu vô VIP 8 hả? 1 triệu kim nguyên bảo, 1 triệu vàng đấy, với lại 10.000 kim cương. Thì hero thì đây, cứ 10 hồn là lụm một con, 10 hồn lụm một con. Đó, bất kể con nào ha. Đó, dù những con mới luôn. Đây, Yon Orochi Maru nè ha, Tensunade nè ha, Susanoo Itachi nè, Gai Batmon nè, rồi Hokage Kakashi nè hả, đó gì vậy? Sage Minato nè, đó rất nhiều luôn. Tính ra là cái phim hoạt hình này nó chỉ có 1-2 con thôi, nhưng mà nó lên nhiều cấp cái nó tự nhiên là nó có quá trời tướng luôn các bạn. Nào là Yamato, rồi gì gai vừa gai hường gai bát môn, rồi Orochimaru, rồi Yon Orochimaru, Minage, Minato, rồi Hokage Minato, rồi Minato cũ bỉ đồ, bây giờ Sagen Minato. Rồi ôi, làm gì lắm. Về điểm danh cũng nhận được kim cương, nguyên liệu. Đó, rồi event nè. Tiếng Anh không khó nhìn ha. Đây, chúng ta vào khoan, để nhập code cái để tí quên. Code này, ủa. Ôi, code này mới đây hết hạn rồi. Đậu xanh đó. Trời ơi, code mới đây luôn á. Nhanh quá, mấy cái code này nhanh quá. Đây, lắng quịch, tiếng Việt. Đó, cơm pin. Rồi, thoát ra, rồi vô lại thôi. Đó, sau khi hót ra vô lại thì đây chúng ta đó hoạt động nè hả. Nhưng mà mấy cái này thì nó không có dịch. Ừ chịu ơi, điểm danh nè hả, nhận kim cương, rồi Jiraiya, Tetsu, rồi Orochi các kiểu. Đây có nhiều event lắm, nó event nạp, rồi tiêu phí, rồi mua cái gì ta le hộp me đó VIP, rồi nạp, rồi điểm danh, thì
lắp kinh đồ nè. Đó, nhận nguyên liệu ken là gì đâu, rồi mua vàng, tiêu 2 triệu vàng nhận được nguyên liệu. Đó, tiêu kim cương 2000 nhận được nguyên liệu. Ôi, dạo này game cho rải rác mấy cái nguyên liệu rồi, chứ nó không có cho dồn như ngày xưa. Ngày xưa là một cái event là nó cho được nhiều lắm, giờ một cái event nó cho ít ghê không? Trời ơi, rất ít nguyên liệu luôn các bạn ơi. Trời ơi, ok. Rồi mấy cái này là đổi nè. Đó, 10 kẹo đổi được nguyên liệu nè, đổi được tướng nè, 50 kẹo đổi được 50 hồn tướng nè, 75 kẹo 50 tướng nè. Đó, rồi nguyên liệu, rồi đó, mấy con tướng mới nè. Đâu rồi, đây 15 kẹo được 10 con tướng. Đó, rồi cái này đổi gì đây, à cái candy đổi đồ, rồi hình nộm. Này là búp bê, rồi búp bê 100 búp bê sẽ đổi được tướng nè. Đó, tiếc ghê, phải sáng quay sớm là code nhập được rồi. Bây giờ nó méo cái nhập được. Đậu xanh nữa. Ok, nhập lại coi. Avatar bị khóa. Ôi, đổi avatar. Trời ơi, avatar cũng có hàng cái. Bitcoin đã hết hàng sử dụng, hiểu luôn. Khó ăn lắm, có thì nhanh lắm, mới đó là hết rồi. Nói chung là có mấy tiếng rồi các bạn. Đấy, rồi ở đây event quay nè, rút vàng nhận đồ nè. Ngày xưa là ở đây quay bằng vé, mà giờ nó không cho vé nữa, nó quay bằng kim cương. Nhưng mà mảnh báu vật các bạn ơi, ghép lại mới có giá trị. Ra vàng nè, đây 1 triệu vàng quay được một lần, nếu mà hên thì đó. Ôi tem, 20 tem thì mình đổi được cái gì đâu rồi, có đổi được gì không? Không tem. Ôi à, chìa khóa hả? Chìa khóa cái này đổi bằng gì đây? Chìa khóa bạc, chìa khóa vàng. Đổi là hình bí hả? Ra nãy mà ra bí là ngon hơn các bạn ơi. Đây tem nè, ôi giời ơi, nãy được có 20 tem mà chúng ta cần là phải 100 tem. Bèo nhất là cũng 50 tem. Đó, 50 tem thì chúng ta mới được một con tướng. Đấy đấy, ok. Hơi bị su đấy. Bin chilling, ok. Quay tem nằm đâu ta? Đấu trường. Ôi không thấy chỗ nào cả tem hết ta. Này, ở đây cũng không có tem luôn, không có tem luôn. Ôi ở đây nó ra bí đồ này nọ, có chìa khóa nữa kìa, tích kim cương nhiều hơn. Ôi 100.000 kim cương. Ôi ta cũng không nhất định là phải lên tới mức đó đâu. À tem nè. Ôi nhưng mà 2 triệu 6 triệu. Ôi hơi căng để bồ. Đó còn chiêu mộ hero đi, chiêu mộ thử hero đi chứ event dạo này khó chơi. Ngày xưa event dễ chơi lắm các bạn. Ok, đó, chơi 1.800 được 3 con hero. Này, u này trời, dễ không? Đó, dễ không? Trời ơi, xa kia đầu luôn. Này, như một cái nữa. Ok luôn. Lần này được có một con đậu xanh đó. Ngứa tay lắm. Thôi, từ cứ vô coi tướng đây. Ôi được 2 con ạ. Subasa. Ok. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, đi kiếm. Mở.
Kabuto, Kakashi, Killer Bear. Ok, để quay hết luôn, test cho các bạn ha. Zizo, rồi xa kia, ok, quay một lần, một lần nè. Ôi, lần này, Lugo, ok. Ok, đó, Kakashi, Star Story, Killer Bear, Iruka, Kabuto, Zoro, ok ok. Rồi ở đây tiêu kim cương nè, đây đây đây, tiêu kim cương nhận quà. Ok, ở này cũng có búp bê hả, nhưng mà 12.000 mới đủ các bạn ơi. Búp bê, búp bê mình cũng đâu có đủ đâu đúng không ta? Đúng rồi, búp bê không đủ. Túi nguyên liệu nè. Cái tem đây, tem nè, đó. Cần nhiều đồ lắm các bạn ơi ha. Tôi năng động hàng ngày, bản này năng động hàng ngày cũng cho chúng ta cũng khá nhiều thứ các bạn ạ. Đây, năng động hàng ngày chúng ta sẽ có A-Ship VIP. Đây, kim cương, A-Ship, rồi A-Ship VIP. Nói chung thì cũng khá nhiều đấy, tùy anh em. Rồi, giờ thì chạy nhiệm vụ thôi, chạy phó bản thôi, chứ làm gì nữa giờ. Tùy anh em, vô test hết. Ok, mở auto cho nó đánh từ từ ha. Đó. Zubasa Kakashi. Ok. Con này con gì quên mẹ nó cái tên rồi. Ok. Ôi ơi. Ôi. Ôi heo hít cái con xương ghê luôn các bạn ơi. Đó. Ôi. Cút xương trong người anh ra anh làm vũ khí. Ôi trời ơi. Về tên ơi. Rồi, ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ôi, có làm chón nữa kìa.